Hello, hello gang, welcome back my channel. Em rồi ạ. Hello anh em, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube mình, Emperor. Rất nhiều comment yêu cầu mình làm về Ragos, bởi vì là Ragos có thay đổi một chút. Tuy nhiên thì mình nghĩ đây không phải là bug, chỉ là tôi mới thêm tính năng mà ngày xưa nó có, nhưng mà đáng lẽ nó có nhưng mà bị remove thôi. Nhưng mà các người chơi họ request mình là làm video về Ragos, God, con Ghost, vì vậy là thôi. Mình sẽ làm với God vậy. Ghost. Ok, trong đây mình có một vài các gameplay của GRGW. Gameplay, xem gameplay quá. Đây. Ok, mình sẽ chọn các gameplay nha. Trên matchup này khá là bị. Let's go, game number one. Let's go, let's go. Đây là một nick, cái original của nó là Rascal. Đây không phải là phiên bản của Ghost. Ngày xưa chúng ta thấy là phiên bản của Ghost khi mà Ross xuất hiện. Khi mà Ghost xuất hiện ở ngay từ ban đầu thôi. Ngay từ lúc mà Ghost mới gọi là xuất hiện trên Guardian thôi. Còn sau đấy là các phiên bản của Lockbait, đó chính là của Rascal. Song song với phiên bản của Lockbait Classic Version là cái phiên bản này. Còn Dark Clear Prince có có Prince này, Dark Prince này, Rascal này, Jacob Lin này, với Binh Nghe này. Tuy nhiên là cái phiên bản này khá là thú vị bởi vì nó thay đổi một chút so với phiên bản original. Cái điểm thú vị của cái deck này là chính là nó vừa có Kinset, nó vừa có Jacob Lin và nó vừa có Goblin Barrel. Thì những con này nó có thể cầu block cho thường cũng rồi, những block 33 Barrel. Những cái gọi là cái lợi spell path phổ biến ở thời điểm meta hiện tại. Cái matchup này cũng khá là thú vị bởi vì bên kia họ sử dụng Roy Hawk Poison. Thông thường thì bây giờ họ không dùng Roy Hawk Poison nữa mà họ sử dụng là Roy Hawk cộng với Fireball Lock Magic Archer. Đấy, nó khá là nó mạnh mẽ hơn, nó hơn là Poison. Bởi vì thông thường bây giờ Graveyard không nhiều. Thời điểm hiện tại Graveyard không nhiều, vì vậy là họ sử dụng Fireball nhiều hơn là Poison. Cái đánh của cái deck Lockbait chúng là đánh pressing. Chúng ta cứ cycle, chúng ta phải ép đối phương ra spell lock trước. Ví dụ như lock đã sử dụng cho Princess rồi thì Dark Goblin và Goblin Barrel lại cảm thấy đơn giản hơn. Hơn nữa matchup này khá là nghiêng về deck Lockbait bởi vì là có Fireball giết được Magic Archer, giết được cả và có thể defend được qua hop nữa vì là đơn giản. Tuy nhiên thì các bạn thấy là thực sự là không thể đánh được những phát trọng như này. Họ sử dụng God để defend Goblin Barrel, dễ mà không dễ. Thôi, cái phát trọng Jack Goblin, bắn vào Goblin Barrel. Cái deck này nó có một cái điều đó là nó không có gì. Vì vậy khi mà gặp những deck có hop mà nó kết hợp với lại arrow như mình đó, cái này rất khó chặn. Thông thường thì họ cũng cycle sau cũng cycle một PC nhiều hơn. Đó là một chốt trong cái matchup này, trong cái deck này và luôn con PC là con luôn phải cycle nhiều nhất khi mà gặp một con tank. Chúng ta cũng chưa là như định nhiều. Đó, cycle, Goblin Barrel đang lên, Dark Goblin bắn rất nhiều đam. Bên phiên bản này họ sử dụng Fireball chứ không phải là Rocket. Không, cái phiên bản mình nghĩ là Fireball nó sẽ vẫn hợp lý hơn bởi vì là cái nó cycle nhanh và nó cùng tốc độ của cycle của cái bài. Nó vẫn là hợp lý hơn nhiều so với dùng Rocket. Dù các biết là cái deck Rocket thì sẽ đi Panic Ball tốt hơn. Tuy nhiên thì thế là nó phù hợp, gọi là cái độ matching của những cái thẻ bài nó có tỷ lệ cao hơn. Mình sẽ show cho các bạn một vài các gameplay mà nó
điển hình của những cái ba thôi, còn không phải quan trọng. Thông thường thì mình sẽ yêu cầu các player họ sẽ share được đến 5 đến 6 replay, nhưng mà đôi khi mình chỉ chọn những chỗ replay đó thì nhiều khi replay nó dài quá, và clip khoảng 15 phút đâu, trung bình các video họ cũng xem tầm 3 phút. Ok, good game. Deck này không phổ biến được lắm. À, Pekaram này. Let's go. Và deck Pekaram này mình thấy là cái deck này nó tốt hơn, nó đánh dễ hơn bởi vì có giáp. Một khi mà các bạn có giáp thì các bạn đánh đập. Khi mà đối đầu với lock deck các bạn sẽ rất là khó đánh. Bởi vì là giáp gần như là không giết được Mistake, cũng không giết được Goblin Barrel. Hơn nữa thì Jack Goblin này, một block này, chặn được Battle Ram và PK này. PK thì chắc là phải cycle PC nhiều hơn. Let's go. Việc đi theo các thẻ bài của PK Ram ở trong cái deck lockpick này khá đơn giản, bởi vì là Bandit thì có thể sử dụng bằng God và những ba con Skeleton nó rất là dễ. Thông thường thì các bạn đặt Skeleton ở vị trí này, vị trí này đó là những cái mạng, những vị trí mà là defend Bandit. Còn một mình con Ewit thả trong cái này không lý. Thông thường thì các bạn thả Ewit cộng với lại Bandit để defend, tức là sử dụng cái dash của con Dark, con Dark Goblin ấy, à, con gặp của con Bandit ấy, nó sẽ lao lên và nó chặn được tên dash của con Wind. Chỉ nếu các bạn thả một con Ewit như vậy thì chỉ cần hai chọc của Wind thôi là hai chọc của PC thôi là còn support cho Magic Archer sẽ xuất hiện trong tên này. Player lock này là bằng cái binh này là tạo ra một cái sắc, phải là tạo một cái đường thẳng. Vì vậy là Deck Pekaram kia không thả đập một con, không thể đập một con Magic Archer được trong tên đấy. Boss à? Hai bên chỉ chặn con này kìa. Gặp đối phương là phải đánh hai lên để không lấy con mẹ cả như này. Thực sự không có là vấn đề để đánh rất nhiều ra rất nhiều. Ba đối lên nhẹ rồi nhưng mà chỉ Boss nó là hợp lý. Mình còn đang thích ở chơi bên kia cũng không có vấn đề. Một cái lo rồi ấy. Thì Goblin Barrel thì khác Fireball. Ok, nhưng mình chỉ đoán là quá dễ. Bạn phải giỏi thế nào nhưng mà cái deck kiểu này không thể hạ. Ok, mặt trận thứ 2 đây là mặt trận thứ... lại là Pekaram. À, Lava đi. Cái deck lava này khá là thú vị và nó counter, mình nghĩ là counter được deck lock base này nếu như yay player nào họ đánh lava một cách như này chuột có nhiều kinh nghiệm, bởi vì có arrow này, có giáp này, dùng miner thì có chắc chắn là trong thân này thì phải sử dụng một con Eternal Sire và Gap. Nếu mà hợp lý hơn thì sử dụng Gap để bị fan Prince sẽ tốt hơn. Nghĩa là dùng Gap để, tại vì là bên này có giáp thì có thể sử dụng giáp để defend Golden Barrel, không sợ. Hoặc là Tombstone sẽ hợp lý hơn. Mình nghĩ là trong cái matchup này sử dụng Arrow để cho con Dark Goblin là hợp lý. Đấy, Tombstone. Con Zone defend Prince nhẹ nhàng thôi. Infernal Tower đi lên.
có ba lưu đêm được Arrow cầm trên tay để giết được Devil Queen. Một mình con góc bên kia không thể có thể anh đánh cái con laser góc bên này rất là thông minh bởi vì anh ta biết anh ta không thủ được bởi vì anh ta chuyển sang công Gas đó, player này đánh lava chưa gọi là chưa nhiều đánh cũng còn tỉnh đánh cũng còn chưa biết là sử dụng con nào defend con nào việc mà các bạn thích nghi trong cái mắt chắc ấy sẽ là rất cần thiết vì các bạn biết là không phải lúc nào các bạn cũng gặp đến đích đến nè không phải lúc nào sẽ gặp bài cho họ các bạn không có gì các bạn được biết trong phố quân trong các trận này bạn cũng chỉ là friend của nhà arrow rồi tuy nhiên thì đích ba mai cũng được sẵn sàng cùng luôn bạn rất là khó nếu mà các đích mà nó cycle thì nó còn nhanh hơn cái đánh của Lock Vết Layer này không tệ một chút nào. Ok, và mình sẽ đến một Z-Play. À, đây, good. Đây là Z-Play cuối cùng mà mình chia sẻ cho các bạn. Đó là Balloon Fizzy. Phải nói cái deck này thực sự là khó chịu. Mình không thích deck này một chút nào. Mình chơi Hawk mà gặp mà Bowler là không biết mệt. Có điều một chút, có một chút không cân bằng ở đây đó chính là hai Ellie vs Bavaria mà có thể counter một Golden Barrel. Ba Ellie trong khi vừa dùng hai Ellie xong lại xin double chop nữa. Không có một mình chẳng có một sự bất lần ở đây. Mà các bạn biết là tỷ lệ sử dụng Golden Barrel rất cao. Tính năng của Bowler nó không đầy độ cao, nó không có pin và mắc pin. Có tệ một chút nào. Đây là một con chắc khó. Chẳng rất tốt. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái deck balloon này nó rất dễ đánh để cho deck lock bait kia bởi vì là các bạn biết chỉ cần mà sử dụng năng Fizzy thằng Fizzy trong đắc Queen là tốt hơn Fizzy trong đắc Goblin một ít đã cùng chiến không không chết được đắc Goblin bị quả nhạc và đây là thời điểm trận như thế nào đây các bạn biết là một lần của Bavaria này cũng chết đắc Queen và Princess rất nhiều đàm mình ăn được trụ rồi cầm cái lock ra thôi đáng lẽ ra Danny nên chúng ta cần phải có sự support của con Inferno Dragon Fizzy trong tên này hợp lý Đắc Goblin bật quái.
nó cần một cấp 3 đi. Tiếp tục là không tin. Ok rồi. Thời điểm này không đủ lý vì chi gì. Chả lẽ anh đang có ăn chung chưa? Nice. Yes. Xoay ra một cái đi. 3, 2, 1. Good job. And thanks for watching guys. Cảm ơn anh em đã xem nha. Don't forget to follow this Twitter, leave a like. Please, 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 please